Rồi, cho chị hỏi em một vài câu nhé. Thông qua Dạ. cái kênh nào hay là thông qua thiết bị nào để em biết đến Trung tâm Kế toán Việt Hưng? Thực ra là em cũng có tìm hiểu và có lên các cái trang web ở trên mạng để xem tìm hiểu, là lúc mà các cái khóa học về khi mà em có nhu cầu thì em lên em tìm hiểu, xong thì em tìm thấy Việt Hưng ở trên đó. À, nghĩa là em tìm, em biết qua Google đúng không? Vâng. Rồi, cảm ơn em. Trong quá trình học, thời gian học vừa qua thì chị hướng dẫn em thì em có thấy dễ hiểu không? Là em thì học được gần 2 tháng rồi thì em thấy là rất là dễ hiểu, nội dung thì rõ ràng, chị cũng chị tận tình nhá, em có câu hỏi gì thì chị cũng trả lời luôn cho em. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn chị. À, thế còn cái về phần giáo trình của trung tâm ấy, em thấy nó có dễ hiểu không? Dạ, thì đây là lần đầu tiên em học ở trên nghe online á, thì em thấy là mặc dù học online nhưng mà chứng từ thì cũng đầy đủ, thì rõ ràng nên là có thể thực hành luôn được. Công ty lại còn cung cấp cả phần mềm để mà thực hành tại nhà nữa, nên là rất là tiện lợi cho bên cho em. Rồi, cảm ơn em. Thế Dạ. sau này nếu mà học hết khóa học này thì em có ý định là giới thiệu bạn bè hay người thân tiếp tục học ở Trung tâm Kế toán Việt Hưng không? Dạ, thì đó em thấy như em nói là bên mình học rất là dễ hiểu và là rõ ràng nữa, nên là nếu mà bạn em hay là người thân của em có nhu cầu á thì là em sẽ giới thiệu qua bên mình. Rồi, cảm ơn em. Trung tâm kế toán của bên chị sẽ hỗ trợ với bọn em nhanh nhất có thể. Lúc nào bên em có thắc mắc gì, bọn em có thắc mắc gì đấy thì bọn chị sẽ giải đáp. Hơn nữa thì bọn trung tâm chị sẽ hỗ trợ bọn em trong kể cả sau này mà em học xong rồi ấy, bọn chị sẽ đồng hành cùng bọn em trong suốt cái thời gian em làm tại doanh nghiệp, và trong quá trình mà làm tại doanh nghiệp có vấn đề gì phát sinh, có thể là những cái vấn đề mà ngoài phát sinh ngoài cái việc học ấy, thì là bọn em cứ nhắn tin hoặc alo đến trung tâm hoặc trực tiếp đến cho giáo viên hướng dẫn ấy, thì bọn chị sẽ tư vấn và sẽ cùng bọn em tìm ra cái hướng giải quyết một cách nhanh nhất. Đấy, nên là em yên tâm, bọn chị sẽ đồng hành cùng bọn em đến khi nào mà bọn em làm thành thạo lên báo cáo, mà đến khi nào mà không cần đến bọn chị hỗ trợ nữa thì thôi. Nên là em yên tâm nhá. Tại vì có những bạn mà đã học sau 2 3 năm rồi mà có những cái lần phát sinh, mà kiểu có thể là có những cái phát sinh mà ở công ty này có, những cái công ty kia không có. Đó là mỗi một công ty là có một đặc thù khác nhau. Đấy, nên là bọn chị cũng sẽ hỗ trợ đến khi nào mà giải quyết được công việc thì thôi. Rồi, nên là bọn em cứ yên tâm về cái phần bên chị hỗ trợ nhá. Rồi, hy vọng là sau khóa học này thì em sẽ giới thiệu cho nhiều bạn bè và người thân tìm đến Trung tâm Kế toán Việt Hưng bọn chị. Dạ, chắc Rồi. chắn rồi chị. Rồi, cảm ơn em. Dạ, em chào chị. Rồi, chào em.